Hello, xin chào thầy, em đã quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng còn một cái đầu máy Mitsurama TL7381 cho anh em này. Đó, còn cây nữa thì nhập thêm anh em nhé, anh em nó lấy kiểu một cây của em nhé. Đó, con này thì là nòng 52 ly công suất 72 cc, máy lớn, chuyên cho anh em khai thác nha. Giá bình dân, đó, hàng hãng của Nhật và lắp ráp tại Trung Quốc em nhé. Đó, Mitsurama đầy đủ đồ hết nha. Đó, anh em lấy cả đầu không hoặc lấy cả lắp xích cũng được. Đầu không hiện tại đang bán anh em giá 3,8 triệu, nó ship tận nhà luôn nhé. Mã số series. Đó, con này xài chuôn đồng tiền luôn em nhé. Nó được thiết kế giống y chang cái dòng 381 nên là phụ tùng thay thế nó rất là thông dụng nha. Hầu như cái gì cũng có mới hết. Đó, nên là anh em yên tâm về cái độ phụ tùng của nó rất là sẵn. Đó, bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại cho em. Con này là trọng lượng đầu không là 7 kg rồi nha anh em nhé, đầu không là 7 kg, dòng chuyên anh em khai thác cắt bổ xẻ. Con nào mà cần máy lớn khai thác mà giá bình dân một chút mà cần một con xài tốt thì anh em chốt con này nha, giá chỉ có 3,8 triệu thôi, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, công suất lớn, máy bền, tiết kiệm xăng. Rồi anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại cho anh nhé. Mitsurama TL7381, con này thì nổ rất là giòn, thiết kế y chang một con sợi tin chính hãng. Rồi xin chào anh thể anh em.